Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì gió biển đang đi trên cây cầu Yên Lệnh, kết nối giữa tỉnh Hà Nam và tỉnh Hưng Yên. Cây cầu này thì khá là đẹp mọi người ơi. Và cây cầu này thì có chiều dài khá là dài đây. Gió biển cảm giác nó dài tương đương với cây cầu Vĩnh Tuy, đâu đó khoảng 2 cây rưỡi đến 3 cây rưỡi gì đó. Bởi vì trong một cái khoảng này thì rất là dài. Và cây cầu này được đặt cái tên là rất là hay, đó là Yên Lệnh. Khi mà lên trên này thì ngắm là phía sông thì con sông khá là rộng. Ở tỉnh Hưng Yên thì có lẽ rằng là ở phía bên kia có một cái trạm thu phí, và bây giờ gió biển đang đi ngược về đó, thì cái trạm thu phí đó nó rất là bất hợp lý. Bởi vì vào thành phố Hưng Yên nó có gì đâu, nó cũng gần như kiểu ngày xưa là sang Thái Bình. Mà cái đường Thái Bình thì nó lại còn đẹp hơn. Còn đường Hưng Yên vào trong thành phố không có một cái gì cả. Thật sự là như ở cầu Tân Đệ trước kia có trạm thu phí BOT thì đã giải tỏa rồi. Còn ở bên Hưng Yên này cũng là một cái bất cập. Đó. Hiện tại thì rất là nhiều những cái xe công và xe ben trọng tải lớn đi qua đây. Có lẽ là ở đây đang xây dựng một số những cái công trình, một số những cái khu công nghiệp rất là lớn, với tiềm năng phát triển khá là lớn. Tại vì Hà Nam và Hưng Yên vẫn là hai tỉnh có tiềm năng phát triển các khu công nghiệp. Và thực tế thì đã cho thấy rõ là cũng có rất nhiều khu công nghiệp được đặt tại hai tỉnh này. Bởi hai tỉnh này thì thuận lợi đường xá và cũng là một trong những trung tâm kết giao các tỉnh của phía Bắc. Đó, mọi người thấy ở đây này, cũng có nhà thờ như ở Nam Định thôi. Đó mọi người ạ. Đấy, thì dưới đây thì là khu công nghiệp Hòa Mạc. Con đường này thì sẽ đi thẳng về phía vực Vòng của tỉnh Hà Nam, vực Vòng Duy Tiên của tỉnh Hà Nam. Mỗi địa phương thì sẽ có những cái nét đặc trưng khác nhau. Và ngày hôm nay thì gió biển đi qua cây cầu Yên Lệnh này chia sẻ đến tất cả mọi người. Và cái cây cầu này thì gió biển cũng khá là lâu rồi không qua đây. Đó, khá là lâu rồi không đi qua đây. Ở phía dưới này thì có một cái ngã ba kết giao và rất là rộng lớn mọi người. Ở đây thì có lẽ là mới làm ở trong khoảng 1-2 năm. Ở chỗ giữa này thì vẫn là một cái khoảng trống. Chỗ này thì làm nên một cái bồn hoa hoặc là cái gì đó nó mới mẻ hơn thì sẽ tuyệt vời hơn mọi người. Đó, chỗ vòng xuyến này cũng thế này. Cắm rất là nhiều những cái lá cờ, thậm chí bạc màu rồi mọi người. Thì đây là một cái con đường thẳng tắp về Hòa Mạc. Đó, thì ngày hôm nay thì tới cây cầu Yên Lệnh kết nối giữa tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hà Nam. Có thể thấy là những cái cây cầu, ví dụ như cầu Hưng Hà thì là kết nối từ Hà Nam và Hưng Yên. Đó, và cây cầu Thái Hà là kết nối từ Thái Bình và Hà Nam. Đó, còn cây cầu Yên Lệnh thì không hiểu là như thế nào, bởi vì ở cây cầu Hưng Hà đã đặt tên là như thế rồi, nên có lẽ là cây cầu này cũng phải đặt tên là cầu Yên Lệnh. Và video clip này gió biển xin dừng tại đây. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Những cái hình ảnh chia sẻ gió biển đi thấy thực tế chia sẻ với mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.